đúng còn hai miếng sắt luôn, hầu như là không còn miếng bố nào hết. Cái đĩa này là bữa giờ là thắng bằng miếng sắt chứ không phải là thắng bằng bố nha. Tiếp tục với cái xe Vario màu đỏ của chị gái xinh đẹp, thì với 4 bước chăm sóc xe miễn phí tại shop Hai Bánh á, các bạn sẽ được tăng thắng nè, tăng sơn, vệ sinh mặt kính hậu và đồng hồ cũng như là bơm bánh xe. Những cái chăm sóc tưởng chừng như là cơ bản đó nhưng mà sẽ đem lại cái sự vận hành êm ái và an toàn hơn cho các bạn. Trong cái lúc làm 4 cái bước chăm sóc xe đó thì mình đã phát hiện ra được cái con heo dầu trước này đã hết bố hoàn toàn luôn, gần như là chỉ còn có đúng cái miếng sắt thôi. Thì bên mình đã báo cho chị khách và chị đã quyết định thay một cặp bố thắng khác cho xe của mình luôn. Thì bây giờ Vinh sẽ tháo ra thử coi cái tình trạng bố thắng có như Vinh nói hay không. Để lấy được bố thắng ra ngoài, trước tiên chúng ta phải xả con ốc cố định bố thắng, sau đó là mở tới hai con ốc cố định heo dầu. Đúng còn hai miếng sắt luôn. Đây, tháo ra cho anh em coi. Đúng còn hai miếng sắt luôn. Hầu như là không còn miếng bố nào hết. Cái đĩa này là bữa giờ là thắng bằng miếng sắt chứ không phải là thắng bằng bố nha. Cái việc mà sử dụng như vậy sẽ mất an toàn cho các bạn nè. Bề mặt sắt này sẽ tiếp xúc với đĩa lâu dần làm hư luôn cái phần đĩa này, giải nhiệt không tốt còn gây ra cái tình trạng mất thắng nữa, rất là nguy hiểm luôn. Chị thì quyết định thay một cái cặp bố thắng Elite cho xe của mình. Đây là bố thắng Elite của Vario, giá là 90k một cặp, dành cho Vario từ đời 2018 cho tới hiện tại. Đây, dòng bố này thì có độ bền cao hơn gấp 2 lần so với những cái dòng thông thường. Đó, mùa mưa này mà sử dụng những cái dòng bố này á, là đem lại cái sự an toàn cho cái người sử dụng nha. Bây giờ chúng ta sẽ thay vào bên trong xe. Chúng ta sẽ dùng đồ nghề để có thể ép cái phần bê tông vào lại bên trong heo dầu, gắn bố thắng mới lên, gắn lại cái phần cốt cố định bố thắng. Đây là một chi tiết vô cùng quan trọng nha, các bạn có tự thay bố ở nhà thì đừng bỏ qua. Sau đó là chúng ta tra heo dầu lại lên trên xe, siết lại từng cái chi tiết ốc một để chúng ta có thể đảm bảo được là heo dầu đã gắn lên xe cứng cáp và chi tiết ốc đã được siết hoàn chỉnh. Nhấp thắng 2-3 cái, chắc chắn rằng bố thắng đã nằm cạnh mặt đĩa. Vậy là chúng ta đã thay bố thắng trước xong, vô cùng đơn giản. Anh em nào muốn được làm 4 bước chăm sóc xe miễn phí thì cứ ghé trực tiếp các chi nhánh của shop Hai Bánh nằm tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, mua bất kỳ một sản phẩm nào hoặc làm bất cứ dịch vụ nào của shop cũng sẽ được làm 4 bước chăm sóc xe miễn phí ấy. Anh em nào ở các tỉnh thành khác muốn đặt hàng có thể liên hệ qua số hotline là 0938820202 hoặc là vô website shop2banh.vn.